Vừa qua tại Hà Nội, Bảo Việt Nhân Thọ đã tổ chức chi trả quyền lợi bảo hiểm cho một khách hàng gặp rủi ro với tổng số tiền chi trả 8,8 tỷ đồng. Đây là trường hợp chi trả quyền lợi bảo hiểm lớn thứ hai trong lịch sử chi trả của Bảo Việt Nhân Thọ và cũng là một trong những trường hợp chi trả lớn nhất trên thị trường bảo hiểm Việt Nam hiện nay.